Xin chào các bạn, xin chào cả nhà trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu đến với các bạn những sản phẩm audio, những sản phẩm cổ điển của những năm 70 của thế kỷ trước. Đó là đôi loa Pioneer CS911A và chiếc âm ly sang xuôi QRX6500. Những sản phẩm từ nước Nhật sản xuất vào những khoảng thập niên 70 của thế kỷ trước. Bây giờ Quý Nguyễn đi vào chi tiết từng sản phẩm nè. Và các bạn nhìn thấy trên màn hình đôi loa rất đẹp. Mình phải nói là hai từ rất đẹp. Đôi loa thùng gỗ lạng. Các bạn nhìn bên hông của đôi loa, kể cả để mình quay luôn hai cái hông một lần luôn nha, để các bạn nhìn. Đây, nhìn bên hông của đôi loa cực kỳ đẹp. Và phía sau còn cả tờ giấy và người ta hay nói đùa là tờ giấy khai sinh, nhưng mà tờ giấy là những cái thông số của loa CS911A nha các bạn. Đấy, ví dụ như là những cái nút chỉnh tinh chỉnh nè, tầm trung, tầm cao, hay là những cách đấu nối dây, vâng, rất nhiều những cái thông tin trên cái tờ giấy này. Đôi loa Pioneer model CS911A, công suất của nó là 150W, trở kháng là 8 ohm, made in Japan. Vâng, bây giờ chúng ta xem phía trước của nó. Phía trước của nó Pioneer. Bây giờ mình lấy cái lưới ra mình xem nha. Đây, đôi loa mình thấy phía trước của nó quá trời loa luôn, phải nói là quá trời loa. Loa 4 quay. Loa 4 quay. 6 loa. Hai cái mic, hai cái chép. Hai cái xích bê chép, một chép và hai mic. Hai mic giấy viền vải và một bách 40 màng giấy viền vải các bạn nhé. Có hai nút tinh chỉnh, nút tinh chỉnh của mic nè và nút tinh chỉnh của chép hay là tầm cao đấy. Đây các bạn, đôi loa cực kỳ đẹp. Các bạn có thể xem kỹ một lần nữa và Quý Nguyễn sẽ có một đoạn giải phẫu nó ra, mỗi trong ruột của nó ra để các bạn xem nha. Và về kích thước các bạn xem tiếp. Chiều cao đôi loa này có 67cm, chiều sâu 28cm và chiều rộng là 42cm. Mình lấy luôn cái lưới này ra để các bạn xem mặt trước của cái loa. Đấy các bạn, cực kỳ đẹp. Loa đẹp từng cm, chiếm từng con ốc nha. Vâng, bây giờ các bạn xem mình giải phẫu phía trong ra, nó như thế nào ra làm sao nha. Vâng, xin chào quý vị, xin chào các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình tháo cái đôi loa Pioneer CS911A ra, mình xem cái nội thất bên trong nó như thế nào ra làm sao nha. Quý Nguyễn thường hay làm những công việc như thế này để cho khách hàng khỏi phải lăn tăn là trong đó cụ loa như thế nào ra làm sao nha. Vì đôi loa này giá nó cũng khá. Giá nó đến 16.500.000 đồng. Vâng, bây giờ các bạn đi vào chi tiết nè. Hai cái bách của nó tất cả mình tháo ra sẵn rồi, mình mới quay, mình để úp nè. Hai cái bách đều có cái tem của Pioneer 38-301A nha. Bên này cũng vậy nè. Đây, 801A cho 301 các bạn nha. Đấy, là cái cụ loa rất đẹp. Cái sườn loa từ cái khung sườn các bạn thấy nó cái nước men nó còn mới, nước men của nước sơn ấy, nó còn mới. Rồi mình tiếp đến mình xem bốn cái mic nè. Bốn cái mic ở trong một cái hộp nữa nha. Ở trong cái hộp nè, mình lật lại, úp lại. Đấy. Mic rất đẹp, nhưng mà kể cả những cái ốc vít nó còn mới toàn nè, ốc vít zin toàn bộ luôn, không có lai một con ốc nào luôn nha. Đây các bạn, và
tiếp đến là mấy cái chép còi kèn chép này. Đây là hai cái chép hai bên á, siêu chép cũ cụ từ móng ngựa, và ở giữa là cái chép đấy, và nó mới toàn 7 màu luôn. Các bạn xem tiếp phía bên này, hai cái siêu chép hai bên và một cái chép ở giữa, còn hai cái này là hai cái mic. Thường thường cái mic thì họ có cái hộp như thế này, mục đích của nó là nó giữ âm thanh lại và nó không ảnh hưởng đến cái khi mà cái bass này nó đánh thì nó không ảnh hưởng đến cái màng của cái mic. Cho nên tất cả những loa đều có những cái hộp này của cái mic ấy. Đấy, đôi loa thùng gỗ lạc đẹp luôn các bạn nhé. Và bây giờ các bạn chờ mình trong giây lát, mình ghép vào, mình ráp vào rồi cái bắt đầu là mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe nha. Bây giờ mời các bạn nghe một nhạc bản nhạc phẩm để mình biết được chất âm của đôi loa này như thế nào. Nếu đôi loa này mà nghe qua cái đầu đĩa thang này thì quá tuyệt vời các bạn. Đây, mình có cái đầu đĩa thang khủng luôn á. Mình đang vừa về cái đầu đĩa thang rất khủng luôn, đầu đời nông. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng in trên tường loan. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, coi trọn trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào. Và giá của đôi loa xong xuôi này là 16.500.000 các bạn nha. Vâng, khi đi đến mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái đầu đĩa này, cái đầu đĩa Denon này. Vâng, xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.